Ai dạ, các bạn có thấy anh Tân Voi có ngầu không hả? Đây là cửa hàng điện thoại của anh Tân Voi đó các bạn ơi. Tiệm điện thoại của anh Tân Voi nằm ở quận 3 nha các bạn nha, 219/69 Trần Văn Đan. Bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone 9 hãng á, thì các bạn ghé thử shop của anh Tân Voi xem sao ha. Nếu các bạn nào đang ở xa không tiện đến á, thì các bạn qua Facebook của anh Tân Voi ha. Và đây là Facebook của anh Tân Voi, các bạn qua các bạn tham khảo nha. Đâu Kiếm Ai? Mày kiếm cái gì chân trời cho tôi anh ơi, tôi đập mà thôi nè, thôi tao mà anh thôi. Trời thôi mà, mấy mày mà sao vậy? Mày bình tĩnh chứ hồn. Ý gì vậy mấy cha mấy mẹ? Mới vô mà làm tao bỏ đi anh ơi. Có con AD đó mấy cha, chứ phải con tăng cơ đâu. Mấy anh sao vậy? Mấy anh bình tĩnh được không nè? Rồi mới vô mà làm gần rồi bà con ơi. Ý, hồi nãy giờ quên chào bà con nữa. Hu, Claire, cho xin tất cả bà con, cô Bạch, anh chị em, cô dì, chú Thím à, đã ghé xem kênh YouTube Panic Raymond TV của em nha. Trời ơi, hên quá luôn bà con ơi. Tôi tưởng đâu nó cẩu cái bù đỏ của con rừng tôi đi rồi chứ. Hên quá là nó chưa cúp and bóp nha. Ở thì chắc hẳn bà con cũng đã biết lý do tại sao ngày hôm nay mình lại làm clip về vị tướng Nguyễn Thị Bà Nội da OLED này đúng không? Hiện tại á, mấy đồng địch rất là ngại khi mà va chạm với con vật. Em chưa nói gì anh ơi, em chưa nói gì hết á. Anh bình tĩnh được không? Nè anh sao vậy? Nam nữ tội tội mất 500 anh ơi. Chia tay sớm bắt đầu bụng đi cha nội. Đậu tranh luôn mà định làm gì tao? Ôi rồi xong rồi. Cái giết tôi á bà con. Sao hôm nay nó nóng tánh quá ta. Trời sao khó chịu quá cha nội. Nó quýnh không được phát nào luôn các bạn ơi. Thôi sao nè, chết thì chỉ bị cấm đầu chết nữa. Tôi chứ có chuyện đâu, căn báo đồ quỷ này. Nhưng mà chết ít ít thôi nha. Chết nhiều quá nó kỳ bọt là bỏ mẹ đó bà con nhá. Ngay tại thời điểm này, cái vị tướng Nguyễn Thị Bà Nội da OLED này nó đang rất là bé đẹo nha các bạn. Nó mạnh cực kỳ luôn. Mạnh không phải là do ở phiên bản này Bà Nội da OLED được tăng sức mạnh, mà là do cái phù hiệu mà ra đó các bạn nhá. À với lại là ngày hôm nay mình không có định là sẽ cầm vị tướng Violet này mình đi lên đâu các bạn ạ. Mình cầm chân chỉ mình đi rừng rồi đó. Nhưng mà mình chợt nhớ ra rằng thời gian vừa qua mình cũng có làm vài clip về Violet rồi, và mình chỉ có đi rừng thôi. Cho nên là ngày hôm nay mình quyết định cầm Violet mình đi lên luôn ha. Và theo như cái quan sát của mình thấy á, thì khi mà các bạn sử dụng Bà Nội Violet này các bạn đi lên nè, các bạn không phải là tầm ngắm 100% của những đồng địch bên kia ha. Chính vì điều này, khi mà các bạn sử dụng Bà Nội da OLED đi lên, các bạn sẽ dễ chịu và dễ thở hơn rất là nhiều luôn. Tụi nó ít khi nào mà ngắm tới các bạn nhiều lắm. Ê, nói sao đây bà con? Á à, đù, nà ní, cử kì như mày này các bạn, chơi bấy với mày luôn nè. Bây giờ trời ơi, một nùi xét gương bay chẳng như bãi mặt anh Jeffy, và anh Jeffy phải cắm đầu chạy điên. Và anh Van Nelson đang chạy ra và có một con chim gì đó bay vòng vòng anh Van Nelson. Và rồi anh Tí Mì bay vô làm cái giọng mẹ và cuối cùng cũng cắm đầu chạy điên. Và một pha móc quần không thành công mà khi anh ấy có thể bỏ cái đặt cửa tại đây không bỏ luôn rồi các bạn ơi. Đậu tay mình lên bít đông tôi bắn bỏ mẹ luôn rồi. Và chị Thiên đang chụp tôi, nhưng mà chị Thiên đang chụp bay rồi. Và anh Sinh Danh bóng cái bóng phát sọt rồi. Và rồi chính lưng Bà Nội điêu tiền sẽ gãy răng cửa tại đây. Và con mạ dây OLED sau một hồi la làng la sớm lên bể sớm ta luôn. Ăn được có một mạng à bà con ơi. Ta làm rần rần luôn ăn có một mạng gì ta. Úi giời ơi, vừa vô tình xì lúc chết có mùi xanh luôn. Mà xì lúc chết có mùi xanh rồi là cái mùi xanh bên kia là phải nhường cho tôi à nha. Để tôi phụ tôi giúp cho, mà không cho là đậu xanh tôi áp ca. Đừng nói sao xui á, để cho mùi xanh nha. Bây giờ cái len của mình rồi, chắc mình bỏ cho chị xe phe ga, chị ấy farm đi. Mình đi theo anh xì lúc chết, mình farm ké quái rồi mình chạy qua kia mình lụm cái mùi xanh của ảnh nè. Trời ơi kiểu này về nhà một cái thôi là mana xài sao hết ta. Cái có mùi xanh mà bà con, đi qua lụm mùi xanh lẹ về len farm cho nó đẻ nè. À chắc hẳn là bà con đang rất ư là thắc mắc tại sao ở trên cái hồi máu của mình nó lại có cây liềm đoạt mệnh đúng không? Không chỉ đâu, cho kẹo đi chị. Cho xin like nha, là như cục kẹo vậy đó. Cho xin like đi, rồi chỉ cho. Trời mà giờ chắc ai cũng biết rồi, vụ không thành công đâu bà con ơi. Nếu chứ nếu mà thấy hay, thấy đẻ, thấy khoe, coi clip mà mắc cừ, cừ bệnh luôn đó, thì nhớ cho xin like không? Ê, thì tại do phù hiệu ra đó bà con. Do cái vấn đề phù hiệu đó là cái nhánh phụ đó sử dụng cái thành khởi nguyên đó, nó ra cái liềm đột mệnh đó. Thôi không để cho bà con phải chờ lâu hơn nữa, ngay tại bây giờ, right now and right here, I will be cho nói tiếng Việt cho dễ cho bà con nhé.
Ngay tại bây giờ, mình xin phép bà con là mình nói về cái vấn đề phù hiệu trong clip ngày hôm nay mà mình sử dụng cho vị tướng Violet này nha. Ở khu vực nhánh chính á, mình chọn thế lực là tháp Quang Minh ha. Và cái phù hiệu cấp 1 mình chọn đó chính là tương phản. Tương phản sẽ giúp cho các bạn là sát thương gây ra cho đồng địch, nó sẽ tăng thêm 3%, nhưng sát thương các bạn phải chịu lại nó cũng là 2% ha. Cho nên là các bạn phải cố gắng đánh giỏng bo cua lạng lách sao đừng để người ta bam skill. Nói sai rồi bà con. Ê Thịnh, tao thấy mày làm cái giọng cha nãy giờ đủ rồi đó. Mày chùm gì? Mày chùm không? Chùm nè, chùm. Nằm đó mày chùm mền cho tao. Mày chùm nào? Tao trường cúp inbox, sao tao không gặp mày? Tao đậu tranh mày, sao mày tới hai tầng không mà mày bay ra mày làm cái giọng cha? Mày ra cái đậu tranh qua nhà tôi mở cái gớm mà con à, tới một tí mì nè, rồi xong rồi. Anh nào thích thì cứ bơi hết ra đây nè, bắn bổn ngoài hết luôn. Đậu tranh mày nè, hết thọt. Ông đuôi sát tương bay tặng cho bản mặt ai nói luôn các bạn à. Mày ngon mày bước ra mày đếp trụ một cái đi coi mày rảnh cụ tỏi mày tao không? Ôi ba tầng không tin là không lấy được cái trụ này đó các bạn. Ép trụ bỏ ngoài luôn cái vấn đề phù hiệu nói sai bà con. Chơi nó luôn anh em, rồi xong luôn rồi. Xong rồi, headshot. À đù, nà ní, anh chùm trường lại xuất hiện nữa rồi bà con à. Tôi đề nghị anh Van Nêu Tỉnh này bỏ cái trụ này mà cắm đầu chạy điên vậy hả? Anh đừng có chống cự giùm em cái anh ơi. Tày buổi này mà chống cự, đây chỉ có bụng bự tôi đó anh ơi. Mày không chạy nè, đậu chai mày nè. Lấy đại bác nha các bạn, headshot có chụp luôn rồi. Cái mù mắt ra mình bà con ơi. Thôi, xin phép bà con, mình quay trở lại vấn đề khi nãy ha. Ở cái phù hiệu cấp 1 mình chọn là cái tương phản, cái sát thương mình gây ra cho đồng địch là tăng thêm 3%, nhưng sát thương phải chịu lại là tăng lên 2%. Chính vì điều này các bạn phải cố gắng đánh giỏng lạng lách bo cua làm sao đừng để người ta bam skill trúng các bạn nhiều quá nha. Vì sát thương các bạn nhận lại là nó cũng tăng thêm 2% đó. Và tiếp theo là phù hiệu cấp 2. Phù hiệu cấp 2 ở khu vực nhánh chính mình chọn đó chính là xuyên tâm ha. Cái xuyên tâm này nó sẽ giúp ích cho chúng ta những gì nè. Này mấy anh giật giạc ra nè. Hết thọt, không phải bé đều. Dành cho bà nội dai ô lẹt. Đồ bắn cho nó đẻ mà nó phe. Nó phe mà nó đẻ. Trời nó bắn thiệt chứ nhức nách luôn các bạn ơi. Một qua cái bóp hồi nãy giờ chiêu cuối nó nổ cho nhé luôn các bạn. Nói chứ thiếu gì sẽ giải thích thêm sao. Tại sao cái lượng đam của mình nó lại khủng tới như vậy ha. Cái phù hiệu xuyên tâm á, nó sẽ giúp cho mình là đầu game mình nhận được 18 điểm xuyên giáp ha. Cứ mỗi cấp là cộng 3 nha các bạn nha. Và tiếp theo là phù hiệu cấp 3. Phù hiệu cấp 3 ở khu vực nhánh chính này mình chọn đó là thần quang ha. Thì thần quang nó sẽ giúp cho chúng ta những gì nè. Là khi các bạn tung chiêu hoặc đòn đánh thường đầu tiên của bạn mà trúng mang đồng địch á, bắn trúng cái bản mặt của nó đó các bạn, là các bạn sẽ gây ra thêm một cái lượng sát thương. Và cái lượng sát thương đó nó không phải là nhỏ nha các bạn nha. Với lại là cái nội tại thần quang này, thời gian hồi chiêu của nó là 15 giây nha các bạn. Nhưng mà khi các bạn vừa sử dụng xong cái nội tại thần quang á, các bạn bắn thường hoặc là những chiêu thức của bạn sau đó, nó sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của nội tại thần quang này đi 1 giây nha. Rất là hay luôn các bạn ơi. Ok, và đó là phù hiệu ở nhánh chính. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến phù hiệu ở hai cái nhánh phụ nè. Ở nhánh phụ thứ nhất mình chọn cái thế lực đó chính là Thành Khởi Nguyên ha. Và trong cái Thành Khởi Nguyên này ở phù hiệu cấp 1 chúng ta có 3 sự lựa chọn. Và cái sự lựa chọn của mình ngày hôm nay đó chính là cái tử thần ha các bạn. Thì tử thần này nó sẽ giúp ích cho chúng ta những gì nè. Là khi trận đấu bước qua phút thứ 3, các bạn sẽ nhận được một cái nội tại của liềm đoạt mệnh nha. Không có nhận được cái công vật lý như của cái liềm nha. Các bạn chỉ nhận được cái nội tại của nó thôi. Rất là hay luôn các bạn ơi. Và ở cái nhánh phụ thứ hai mình chọn cái thế lực là vực hỗn mang nha. Và trong cái thế lực vực hỗn mang này, ở cái phù hiệu cấp 1 chúng ta cũng có 3 sự lựa chọn luôn. Và cái mình chọn đó chính là ma hỏa nha các bạn. Thì cái ma hỏa này nó sẽ giúp ích cho chúng ta những bỏ mẹ cho bà con ơi. Trời, mới thấy anh có mùi xanh mà. Trời, ông thâu vào bỏ mẹ giờ lượm ơi. Ôi em xin lỗi anh ơi. Trời, em mới thấy anh có mùi xanh mà. Ôi chung cha mà ơi. Ôi mà em biết gì đâu. Cho đi bạn, đậu xanh đó các bạn ơi. Thôi, xin phép bà con, mình quay trở lại vấn đề khi nãy ha. Cái phù hiệu ma quả này là nó sẽ giúp cho chúng ta là khi các bạn tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng cái bản mặt của bạn đồng địch đó, là các bạn sẽ gây thêm một cái lượng sát thương nữa. Và hồi chiêu của ma quả này là 8 giây nha các bạn. Úi giời ơi, nó quánh bỏ mà anh xì đếp dách tem tôi luôn rồi. Tôi không sao bạn ơi, để tôi trả tù cho bạn cho. Ê mấy thằng kia, quýnh chó phải nể mặt chủ, mà đánh chủ là phải nể mặt bà nội Violet nghe không. Tụi bay ngon bước vô nè, bước vô một cái tôi có coi tao có cắm đầu chạy điên hay không biết liền cái gì. Để hết máu rồi bà con, nhưng mà chùm trưởng làm gì đây. À, đúp bụi hả bạn, đúp hả mày, đúp gì vậy chồng, mày kiếm gì vậy chồng. Đâu, trách, ơi, á đù. Ê, chắc là anh Van Heo Xỉn bất ngờ lắm đó bà con hả. Tôi cũng hát máp nha, tôi bắn sẵn rồi các bạn à. Tôi bớt quằn quại đi bà nội, ta đi qua tẻn về đi. Vô nhà người ta mà mày ghi gớm hoài luôn.
bắn sẵn đó mà con, ai biết đâu trên lớp chồng mà mất cái bụp sao tự nhiên cái 0.5 giây sao tay anh đếm số luôn, muốn cờ bệnh với ảnh luôn các bạn ơi. Thôi xin phép bà con mình quay trở lại vấn đề khi nãy ha. Ở thì đó là toàn bộ phù hiệu của nhánh chính lẫn nhánh phụ cho vị tướng Violet mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay đó nha. À mà này các bạn ơi, không biết là nãy giờ các bạn có để ý hay không ha, trong cái lúc mà mình giải thích về vấn đề phù hiệu á, mình có chèn thêm cái hình ảnh vào để cho các bạn dễ hiểu hơn đó. Ở thì tại sao mình lại làm như vậy các bạn? Vì ở cái clip Bu đừng đi rát ở lần trước mình làm cái hôm mà mới vừa mà ra mắt phiên bản mới chiến trường 3.0 này nè, là trong cái lúc mà mình giải thích về vấn đề phù hiệu á thì mình chỉ nói không thôi chứ mình không có chèn hình ảnh vào giống như hôm nay, khiến cho nhiều bạn người ta xem xong, người ta nghe xong, người ta không hiểu quần đùi hết các bạn à. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn người ta comment luôn, và ngày hôm nay mình đọc comment của bạn xong, mình khắc phục lại, mình chèn thêm hình ảnh vào. Hy vọng cái điều này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều luôn, sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn, hiểu rõ hơn về vấn đề phù hiệu này hen. À mà này các bạn ơi, nếu như mà các bạn cảm thấy là cái cách mà mình hướng dẫn cũng như là giải thích về vấn đề phù hiệu này khiến cho các bạn dễ hiểu hơn thì mong là các bạn hãy đăng ký kênh của mình nha, và để lại một like và một comment để giúp cho cái clip của mình cũng như là cái kênh của mình nó được phát triển nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ý đó sao bà con, chị định làm gì tôi? Nó bỏ đi chị ơi, chị chồng kiếm gì vậy bà lội? Một pha hắc não nhức nách đến từ vị trí bà nội Violet khiến cho chị đi quá tiễn đếm số luôn rồi. Trời ơi luôn, tôi tạo điều kiện cho nó bỏ điện thoại xuống đi uống nước luôn rồi bà con ơi. Ý, hồi nãy giờ mình quên nói về vấn đề bu ngọc với bu đồ các bạn à. Thôi, bây giờ là mình xin phép các bạn mình nói về vấn đề bu ngọc cũng như là bu đồ của mình ngày hôm nay trong cái clip này ha. Ở đây ngọc đỏ mình sử dụng là 6 viên tỷ lệ chí mạng, 4 viên tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng. Tím là 10 viên tốc đánh tốc chạy, xanh là 10 viên công bình lý xuyên giáp nha các bạn ơi. Và tiếp theo là vấn đề bu đồ nè. Thì cái sót đầu tiên khi mà vừa vào trận là mình mua đôi giày không nên hoàn chỉnh. Qua cái sót thứ hai mình mua cái găng tay để lên cái thánh kiếm đó các bạn, không lên hoàn chỉnh luôn nha. Đến găng tay xong, qua sót thứ ba mình mua cái dây chuyền ma thật để mình hồi mana giai đoạn đầu game bắn cho nó đẻ các bạn à. Và sau khi mua dây chuyền ma thật xong thì quay về sót đầu tiên các bạn lên hoàn chỉnh cho mình là đôi giày kiên cường, sau đó qua sót thứ hai lên thành công luôn cái thánh kiếm nha các bạn. Rồi sau đó là đậu xanh nói không kịp rồi bà con ơi, tao bắn trụ nè, tao bỏ đi mấy anh ơi, một hai cái trụ tôi khó khăn vậy. Xin lỗi mọi người nhiều nha, mình không kịp nói bu đồ luôn rồi. Thôi tối nay mình sẽ nói về cái vấn đề bu đồ này kỹ hơn ở cái buổi livestream tối nay của mình tại Nonolive nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn, chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã bỏ thời gian quý báu của bạn ra ngồi xem clip ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào tất cả bà con nha. Ở thì đây là ứng dụng Nonolive này bà con. Bạn nào mà sử dụng bằng iOS thì các bạn vào App Store các bạn tải ứng dụng này giúp mình ha. Còn bạn nào mà sử dụng là Android á thì các bạn vào C hoặc Play ha. Các bạn search là Nonolive nó sẽ ra ứng dụng như này. Và đây là cái giao diện chính của ứng dụng Nonolive nha. Khi mà các bạn đã đăng ký thành công cái tài khoản và các bạn đã đăng nhập vào, các bạn nhớ đăng ký nha để các bạn còn follow, đăng ký kênh cái kênh Nonolive của mình nữa nha, để mỗi khi mà mình livestream ấy, hệ thống nó sẽ thông báo về ngay cái điện thoại của bạn. Và sau đó các bạn nhìn lên góc bên trên màn hình góc trái nè, các bạn ấn vào chữ tìm kiếm giúp mình nha. Rồi sau đó các bạn tìm kiếm đến cái kênh của mình ha. Một là các bạn search là Penny Raymond TV, hai là các bạn nhập cái mã ID mà nãy mình để trên clip á là 4858111, đây mình sẽ nhập bằng cái ID ha. 48 này 58 này 18 này 11 ha. Rồi mình tìm. Đó, mình có dấu tích luôn nha các bạn nha.